Gì vậy? Cho em vô cái. Cái gì? Tóc kìa, lọn tóc trời ơi. Ừ kìa. Tóc. Gắn không? Anh lại con. Tóc giả hay tóc gì? Không biết. Không biết nữa. Anh thấy là tóc thiệt đó. Ê, gì vậy? Cái sữa trên cài cho Ngọc hết. Ôi. Ủa. Ê. Cái cài tóc nữa kìa. Ê. Gì vậy? Ra ra ra. Ra. Ra đi. Ủa, tóc nó bay bay anh ơi. Đó đó. Ôi. Đi ra đây là anh ơi. Cái tiếng gì à, anh cố ra nghe. Tiếng gì em khóc. Ôi. Con xin chào cả nhà, đã quay trở lại với kênh Gió Đồng TV. Con xin chào tất cả, con chúc anh chị và bạn trở lại kênh Hủ TV của mình nha cả nhà. Cả nhà ơi. Hôm nay anh em tụi con và con là con và anh con có hẹn gặp anh Phúc thì đi đến một cái ngôi nhà này. Hình như là trước ba người mình có đi đến đây rồi phải không anh? Đúng rồi anh. Em Quy thì có đến đây một lần rồi, cũng là ba người như thế này. Bị gì em? Sửa gì? Ủa? Nó bị gì? À rồi rồi. Thì khi mà lần anh em mình đến được vừa rồi cũng ở đây khoảng 2 tuần chứ. Từng mấy 2 tuần á. 2 tuần mấy 2 tuần rồi. Đúng rồi. Thì khi mà anh em mình đến đây cái lần vừa rồi thì em thấy con để ý, nhìn nhớ lại con rắn luôn. Đúng rồi, con rắn nó làm cái gì đấy nào chú ý cho anh em mình khi mà anh em mình phát hiện thì đó là một con rắn. Em nhớ là khi mà anh em mình nghe cái tiếng mà người phụ nữ nói chuyện với một cái giọng đương nít nữa, giọng đương nít á, cái anh em mình quay sang thì thấy con rắn nó nằm ở trong cái góc bếp. Thì mình nói rất là lạ, thì cả nhà khi mà anh em mình vô đó bắt đầu nó giống như nó khiến cho anh em mình bắt đầu có những hiện tượng nó làm đúng không? Đúng rồi. Rồi sau đó anh em mình mới tìm ra là con rắn nằm đó. Đúng rồi. Sau đó những cái tiếng nói chuyện của người phụ nữ nó vang vọng ở nhất là cái góc sau, cái góc chỗ cái nhà tắm á. Đúng rồi. Thì thôi bây giờ hôm nay anh em mình nó trở lại nhưng mà ở nhà thì đồ anh em mình nó hơi dơ, mong ở nhà thông cảm cho. Tại là do mưa gió thì nó giống như khi bão rất là lớn, đẹp thì nó lịch sự. Đó thì mong cả nhà thông cảm cho ba anh em con. Thì thôi giờ ba anh em con mời cả nhà vào bên trong ha. Đúng rồi, con mời cùng anh em tụi con vào bên trong. Khám phá lần nữa thì hiện tại giờ này là 4 giờ mấy, 5 giờ đúng không em? Gần 5 giờ em. Đúng rồi, giờ là giờ chiều cả nhà. Đến đây. Hôm nay anh em tụi con đi đến đây cũng không có mang theo nhang nữa cả nhà. Thì em thấy độ của anh em luôn nè. Sợ mà nói dơ hết trơn. Dơ lắm rồi, dơ. Thì cả nhà anh nhìn nè. Ê anh. Ê, dịn, có sao dịn Phúc lên không, sao vậy? Anh mang vết lạo chợt quá chợt này. Tại mưa quá mưa sao? Thì đây có một cái miếu này cả nhà. Lần trước anh em tụi con đến đây cũng có thắp thắp nhang cho cái miếu này. Lần này thì mong cả nhà cảm là mưa gió quá. Mưa gió quá anh em tụi con không đem đồ để kịp, mà một cái clip để mà đăng lên thì nó chạy rất là xa để mà đến được cái nơi này và quay được cái clip cho cả nhà xem. Con mời cả nhà đi vào bên trong cùng anh em tụi con đi cả nhà. Đã trời. Giờ này nhìn bên trong là tối hù luôn á. Anh có đem đèn. Em cũng có nè. Cái căn nhà đó đây nè. Ê, ông Phát ơi. Ê, ông đi ông ơi. Đi ra. Ông Phát. Ông là đây nha. Tự nhiên vừa bước vô nó sắn em luôn trời. Sắn em luôn. Cũng may là không đánh em. Trời. Quái. Nó bu nó bu trên đầu. Tự nhiên Phát vừa đi vô trong không? Con hai ba ông ở trên. Sắn xuống mà anh không chứ. Ơ kìa kìa. Coi chừng nha. Quái. Ông gì không biết. Ông bầu chích cũng đau lắm. Chích cũng đau lắm cả nhà. Thì chích. Con ong này nó ít chích người nhưng mà chích là nó chích là sưng dữ lắm. Đây có cái dòng gì? Năm tháng 3 2017 ngôi nhà này cắt được 5 năm. 5 năm rồi. Khi mà dựng lên ngôi nhà này 5 năm rồi. Đúng rồi. 2017. 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Đồ đạc nó nằm tứ tung hết chứ. Thì lần trước anh em cái tủ ai mở vậy? Cái tủ ai mở kìa. Chứ anh em mình đâu có mở đâu, đâu có đụng đến đâu ta. Nát nét hoài cả nhà. Không lẽ.
có ai đến mở gì nữa. Tại vì cả nhà Cúc ở đằng đây là có cái nhà nè, nhưng mà cả nhà không biết là hợp, tại vì không có dám vào. Lai lục rồi, ai vô lục lội vậy? Quy nét ngay vào trong nha. Kỳ trời, cứ bám anh em mình á. Cái móc kìa, cái móc kìa, không có gió nó tự rung lên. Anh đụng chúng em đi vô trong nha. Thì cả nhà thằng á, cẩn thận luôn. Không biết hôm nay có con có gắn trong đó không ta. Cẩn thận nha, con kỹ nha. Gì vậy? Ê, gì vậy? Cho em vô cái. Cái gì? Tóc kìa, lộn tóc trời ơi. Ừ kìa. Tóc. Tóc sao bỏ không bọc trời. Trời. Kìa. Tóc kìa. Tóc kìa ơi. Cả nhà. Nguyên cái bọc tóc kìa. Coi chừng nha. Hôm nay con có gắn không? Anh lại con. Tóc đó. Tóc giả hay tóc gì? Không biết, không biết luôn. Anh thấy là tóc thiệt đó. Sao giống quá vậy? Đừng đụng nè em. Ừ. Cái gì vậy? Hôm nay nhà này có những điều lạ quá cả nhà. Để coi con gắn thử là. Tóc này em nghĩ tóc giả quá. Coi chừng nha. Mà không biết nhìn ghê quá. Cái gì vậy? Phá cái đập nhỏ quá. Cái tiếng gì sao dách kìa anh? Con gắn ở trong đó luôn à. Chứ nó có tiếng gì kìa. Con. Em đi qua 2-3 lần gì mà mới để ý luôn á. Bữa nay mới thấy nè. Né ra phát né ra. Đúng rồi, ngoài lọc nhưng mà không biết bên trong là cái gì. Sợ là một cái lá bùa. Mà tại sao nó lại để đó mấy ai ghê. Đây có điếu thuốc đây nè. Thuốc đốt cho cái người quá cố. Hai đứa em cầm máy mở. Đi gần đi đi đây. Ôi, ơi, gì vậy? Có châm cài giống kìa. Có châm cài luôn hả anh? Ôi. Ghê vậy? Có cái đồ cài tóc nữa hả? Có cái nổi với gà trên trời. Quay 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 chỗ cái nhà xem. Nói đi chưa, châm cài cho mọc hết. Ôi. Em chưa thấy nữa. Đây, đây mấy bạn lấy cái cây cây em dạch ra đây. Con. Ê. Ê. Như nữa. Cái châm cài kìa. Ê. Cái châm cài bằng bạc, anh ơi. Bằng bạc á. Bằng bạc. Tóc người á, tóc người á. Em thấy có cái châm cài bằng bạc còn vẫn còn dính trên nó nữa. Hình như nó bị đứt khúc nữa vậy. Không biết nữa. Nó gọi một khúc á, em có thấy không? Đúng rồi. Tóc người á. Kinh nội da gà nổi trên nè. Ghê vậy trời. Lần đầu tiên thấy tóc người mà nó còn châm cài này kia. Nằm trong cái căn nhà mà của người phụ nữ. Cái da đầu này. Đúng rồi. Nằm trong cái căn nhà mà của người phụ nữ treo cổ đó anh. Gì vậy? Ê. Từ đó giờ anh em mình đó không gặp. Không biết sao nữa đây nha. Tò mò quá vô đi. Mấy ngông nó cứ bay bay vòng vòng ở đây rồi. Giờ cho cả nhà xem kỹ nè. Hãy đi cho cả nhà coi kỹ nè. Em đem ra đây luôn được không? Thì em đem ra đây. Đây nè Quy, ra đây nè. Đây cái ra là sáng gì vậy đấy. Nó thấy chưa, thích người
Ý. Cái cài tóc nữa kìa. Cái tóc người. Ý. Cái cài tóc nữa kìa. Cẩn thận nha. Đúng không? Đúng không? Tóc người đúng không? Đúng rồi. Sao một bộ mà dài dữ vậy? Hai bộ cái gì mà? Không biết nữa, tại sao nằm trong cái bọc mà nằm trong cái căn nhà quan này. Cả nhà dài vậy, nói cục cục luôn. Không biết sao đi mà anh thấy cái tóc người đó. Còn trăm cài đó, giống như là người ta lột nguyên cái da đầu ra vậy đó. Đúng rồi. Kìa. Nó vẫn còn đó. Đúng không? Ê, dạch ra một tí nữa đó. Thôi, được rồi, được rồi, được rồi. Để đi, để đi. Đừng có đụng nữa, mũi nhiều quá nè. Bây giờ lại nên mình gom ra đẩy chung mặt đi. Nên mình vào trong cái nhà kia. Dài lắm mọi người. Dài, tóc dài lắm nha, cả nhà. Thôi quá. Hồi quá. Cái mũi rồi, cái mũi sạch quá. Ôi, hồi quá. Thiệt rồi, thúi quá. Thôi cái mùi thúi rửa cái nhà. Gì nữa kìa. Gì vậy? Cái mùi khó chịu quá. Mùi khó chịu quá. Không biết trên cái vách nữa. Bây giờ vô đi. Không mở đụng địa gì đâu. Thì sao mà nó lại tự mở ra nè. Đồ đạc bị văng tứ tung hết cả nhà. Rất nhiều tiền. Cái mùi hôi vẫn còn thật 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 luôn à. Phải chưa mày đọc lại thật thật ví dụ cái bộ tóc đó. Ớ thì chứ. Cái mùi nó rất là hôi. Nhiều buồn nữa đấy. Ê, cái gì vậy? Tiếng mình hết bệnh. Cái tổ ong gì đó nha. Tổ ong đóng trên cái ổ khóa. Cái chuyện nha. Hôm nay con gái không thấy con rắn nữa ta. Cẩn thận nha, mình phải kỹ mới được. Phải kỹ, phải kỹ. Đồ trắng đâu, đúng cái gì? Gì? Đúng rồi. Chuột nó cắn nha. Đi vô nhà sau đi. Ủa? Gì đó? Gì vậy? Gì vậy? Thôi có cái màn. Cái màn kìa. À, có màn kìa. Cái màn kìa. Không có gió nè. Không có gió. Không có gió được. Cả nhà. Giờ anh Vinh Phúc đứng đây nhận vô mở cái màn ra. Rồi ok. Em phải. Không có gió mà tại sao nó lại rung rinh lên đó mấy cả nhà. Đúng. Sáng chung với cái này. Kỹ kỹ nha. Hôm nay là không thấy con rắn lên trong cái cửa. Cái đôi dép. Đôi dép. Đây là những cái bánh lần trước mà tụi con đến đây cúng đó cả nhà. Cái quần này lần trước không biết tại sao bị cắt em. Anh nhớ là trước còn kéo đen treo chảnh nhưng mà mất tiêu. Mất tiêu rồi. Mất tiêu rồi. Tiêu. Ê, tiếng nói chuyện đó, thấy không? Tiếng đúng phụ rồi. Nữ nói chuyện đúng không? Lúc nào anh em tụi mình vô đây cũng nghe tiếng phụ nữ nói chuyện. Hả? Nó dằn dẳng cho anh em mình vậy đó. Kế bên tai luôn cái nhà. Giống như là có một người phụ nữ nó đang thì thầm với tụi con một điều gì đó. Gì vậy? Mình thấy cái bấm lướt qua làm sao kìa. Ừ. Lúc mà thằng Pháp nó vừa mở ra đúng không? Đúng rồi anh. Bị lướt ngang. Một cái bóng nó xẹt ngang. Em cũng giật mình em mới thả tay xuống đó.
Đây cái nhà tắm ca đóng cửa kìa. Ủa, cái bóng gì nó xịt bóng này. Bay ngang. Cái gì vậy? Gì nó mới vừa sờ vô cái giò anh nè. Nói chuyện nha. Nó mới nghe tiếng người nói chuyện đây mà thôi. Ở phía ngoài này. Ai kêu ê á anh? Ai kêu cái tiếng ê. Kêu ê mà nghe rõ lắm đây nè. Không biết là trong máy có nghe được hay không. Anh chắc ăn rồi, có thể cái máy nó có thể thu được chứ. Đúng rồi. Ê. Ê. Nói nữa kìa. Anh nghe tiếng giọng giọng cái khu này nè anh. Mới thấy có người đứng lọt cái đầu qua nhìn anh em mình nè. Đâu, đi ra sao con? Đi. Trong ngoài sao? Ê. Gì vậy? Ra đi. Ủa, tóc có bài bà anh ơi. Đó. Ê. Đi ra đây nè anh ơi. Cái tiếng gì anh cố ra nghe. Tiếng em không? Ê. Ê. Gì vậy? Ra đi. Ủa, tóc có bài bà anh ơi. Đó. Ê. Đi ra đây nè anh ơi. Cái tiếng gì anh cố ra nghe. Tiếng gì em không? Ê. Trời ơi kìa. Cái tiếng gì vậy?